Xin kính chào quý khán giả của Việt TV. Sau đây là bản tin Top News hôm nay, ngày thứ ba, 18 tháng 12 với Phạm Cơ và Vũ Khiệp. Kính thưa quý vị, trước hết là tin về kinh tế. Thị trường Á Châu rơi rụng trong khi chờ Ngân hàng Dự trữ Trung ương Hoa Kỳ tăng lãi suất. Tin cho biết là các chỉ số Á Châu và Nhật Bản đều mất trên 1%, trong khi đó giá dầu thô tiếp tục giảm nhẹ từ Hoa Kỳ cho tới Bắc Hải. Thị trường Nikkei của Nhật Bản đã giảm 1.2%, xuống tới mức thấp nhất là 21.246 điểm. Trong khi đó, Kospi của thị trường Nam Hàn cũng giảm 0.1%, xuống ở dưới mức chỉ có trên 2.070 điểm mà thôi. Thị trường Hồng Kông Shanghai cũng đã bị mất giá khoảng 0.3%, trong khi đó thị trường Thượng Hải bị giảm 0.6%. Thị trường Úc Châu cũng bị giảm gần 1%, và tất cả những thị trường khác như Đài Loan cho tới các khu vực thị trường ở khu vực Đông Nam Á đều giảm hết. Phạm Cơ sẽ cho biết thêm chi tiết về yếu tố tại sao tác động đến thị trường chứng khoán toàn khu vực Á Châu này. Thưa quý vị, tất cả thị trường như chúng ta đều biết thì nó có dính líu lẫn nhau, và tất cả đều dính líu đến một cái quyết định của Ngân hàng Dự trữ Trung ương Hoa Kỳ, đó là quyết định gia tăng lãi suất hay không vào cuối quarter cuối cùng của năm 2018. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Trung ương và những ngân hàng khác của Trung ương đã họp vào ngày hôm nay và ngày mai để quyết định về việc gia tăng lãi suất hay không trong cái quarter cuối cùng, là quarter thứ ba này. Họ đã quyết định trong năm 2018 gia tăng lãi suất đã 3 lần rồi, và đã 2 lần rồi, và lần này là lần họ sẽ quyết định nữa, là liệu có nên gia tăng hay là không. Ông Trump vẫn chỉ trích Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Trung ương về cái tội gọi là gia tăng lãi suất, mà ông cho rằng đã kềm hãm nền kinh tế và làm cho những chính sách của ông thất bại. Tuy nhiên lần này người ta không hiểu có gia tăng hay không, nhưng mà những cái động thái mà phía Ngân hàng Dự trữ Trung ương đã tiết lộ và đã nói ra trong mấy ngày vừa qua cho thấy rằng họ sẵn sàng để gia tăng lãi suất thêm một lần nữa. Vì vậy cho nên các chỉ số Á Châu đã đánh hơi và họ đã vội vàng chạy đi trước khi Hoa Kỳ biết được cái tin là gia tăng lãi suất vào trưa mai. Thì đó là tình hình mới nhất. Tuy nhiên bây giờ vẫn còn quá sớm để có thể xác nhận rằng lãi suất có gia tăng hay không. Có thể trong ngày nay và có thể trong đêm nay hoặc là sáng mai thì người ta mới có những cái dự tính rõ ràng hơn. Thưa quý vị, bản tin kể cũng là một bản tin kinh tế. Bản tin này liên quan đến thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chỉ số Dow Jones tương lai sáng sớm hôm nay lên được 30 điểm, cho thấy rằng là khi mở cửa thị trường sẽ lên nhẹ trở lại vào ngày hôm nay. Sở dĩ là người ta phải dùng chỉ số Dow Jones tương lai là vì đêm hôm qua thị trường đóng cửa, tất cả những cái chỉ số về Dow Jones người ta vẫn mua bán với nhau, nhưng mà đến sáng mới yếc lên được, và cái tổng số đó người ta gọi là Dow Jones tương lai, là the future. Thì future tăng thì đương nhiên khi mở cửa thị trường sẽ tăng, nhưng mà người ta không đoán được là thị trường sẽ hành xử như thế nào trong cái bản tin ngày hôm nay. Sở dĩ như vậy là bởi vì hai ngày vừa qua chỉ số Dow Jones kỹ nghệ cũng như Nasdaq và cũng như SP500 đã xuống rất là thấp trong hai ngày liên tiếp mất trên 1.000 điểm. Vì vậy cho nên ngày nay sẽ có một chuyện correction, tức là sẽ trở lại đôi chút. Do đó mà chỉ số Dow Jones kỹ nghệ đã lên trong tối hôm qua. Đó là cái tình hình mới nhất vào sáng hôm nay, thưa quý vị. Tiếp theo là tin từ Nhật Bản cho biết là Nhật theo đề nghị của Tổng thống Trump dự tính sẽ mua thêm 147 phi cơ chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ. Nhật dự tính chi ra 10 tỷ đô la để mua 147 phi cơ tàng hình F-35 trong vòng 10 năm tới. Việc mua phi cơ này sẽ làm giảm đi mức độ thâm thủng mậu dịch đang có với lại Hoa Kỳ. Nhiều người chống đối chương trình này vì hiện nay Nhật đang chuẩn bị chế tạo các phi cơ riêng của họ, đó là loại phi cơ chiến đấu F-2. Tuy nhiên, bản tin cho biết thêm là trong bản hướng dẫn về ngân sách của Bộ Quốc phòng của Nhật cho biết là họ muốn sử dụng
tiền ngân sách một cách hữu hiệu hơn bằng cách là mua những vũ khí tối tân của Hoa Kỳ cũng như là nghiên cứu thêm về những vũ khí chiến lược khác trong tương lai cho nước Nhật. Thưa quý vị, sở dĩ họ mua phi cơ F-35 là vì nước Nhật chưa có hàng không mẫu hạm và họ hiện đang có hai mẫu hạm nhỏ chỉ để dùng cho các loại trực thăng. F-35 có một lợi điểm là có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, và vì vậy cho nên có thể đáp và hạ trên các cái mẫu hạm trực thăng này. Đó là điều lợi thế khiến họ nghĩ đến việc mua đến 147 phi cơ F-35, là loại phi cơ chiến đấu vừa tàng hình mà vừa có thể lên thẳng và đáp xuống như là phi cơ trực thăng. Do đó họ mới đưa đến quyết định kể trên. Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin từ Trung Hoa. Ngày hôm nay tại Trung Hoa, thưa quý vị, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Hoa đã đọc một bài diễn văn kỷ niệm 40 năm cải cách kinh tế được đề ra dưới thời ông Đặng Tiểu Bình. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 12, 40 năm trước đây, ông Đặng Tiểu Bình đã đưa ra một kế hoạch cải cách và đổi mới kinh tế của Trung Hoa. Và sau 40 năm làm việc, việc cải cách đó đã đưa đến một cái bằng cỡ hết sức là tốt đẹp với chính sách của ông Đặng Tiểu Bình. Ai không biết ra ông Đặng Tiểu Bình là người đã đưa ra cái chính sách mèo trắng mèo đen, miệng mèo nào bắt chuột là tốt, ông không cần màu trắng hay màu đen, tiền bạc cũng vậy, ông không cần đến từ đâu, tư bản hay là cộng sản chủ nghĩa đều là tốt cả. Đó là cái lý do mà họ đã cải cách kinh tế và đưa nền kinh tế của Trung Hoa 40 năm trước đây trong nạn nghèo đói trở thành ra một quốc gia cường thịnh và có một nền kinh tế đứng vào hàng nhì trên thế giới trong ngày hôm nay. Và đây cũng là một cái ngày mà thế giới quan tâm. Chỉ vì, thưa quý vị, 2-3 năm trước đây, ông Tập Cận Bình trong một bài diễn văn đã đưa ra những cái chỉ tiêu mới mà trong đó nói rõ ra cái sự mạnh trưởng của Trung Hoa với cái chỉ tiêu Made in China 2025 làm thế giới sợ hãi, và người ta nghĩ rằng Trung Hoa đang muốn bành trướng và chỉ huy cũng như là cai trị thế giới, do đó mà đã có những chính sách để mà đàn áp người Trung Hoa, trong đó có cuộc chiến mậu dịch giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình. Vì vậy cho nên hiện nay người ta đang trông chờ bài diễn văn này để xem từ người Trung Hoa sẽ đối xử như thế nào trước cái khuynh hướng hiện nay của quốc tế là muốn kìm hãm bước tiến của người Trung Hoa. Bài diễn văn của Tập Cận Bình đã không đưa ra một lý lẽ gì mới mà chỉ nói rằng là họ tiếp tục con đường cải cách kinh tế hiện nay, thưa quý vị. Tiếp theo là tin liên quan tới nước Anh. Đảng Lao động kêu gọi Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm bà Thủ tướng Theresa May. Lãnh đạo của Đảng Lao động đang kêu gọi Quốc hội bất tín nhiệm bà May chỉ vì bà đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu quá lâu. Trước đó, tin cũng cho biết bà May đã tuyên bố là vào ngày 14 tháng Giêng năm 2019 sẽ là ngày Quốc hội bỏ phiếu cho vụ Brexit. Bà đồng thời cũng kêu gọi nội các chuẩn bị cho một cuộc ra đi No Deal Brexit có thể xảy ra. Anh Phạm Cơ một lần nữa sẽ giải thích cái từ No Deal Brexit có nghĩa là gì, thưa anh? Thưa quý vị, No Deal Brexit có thể là có nghĩa là nước Anh sẽ ra đi, tách rời khỏi Liên Âu mà không ký một hiệp ước nào cả. Hiện nay thì Liên Âu và nước Anh đã ký một cái hiệp ước về Brexit, và hiệp ước đó đã được Liên Âu chấp thuận và chỉ còn chờ Quốc hội của nước Anh chấp thuận, rồi Quốc hội Liên Âu chấp thuận thêm một lần nữa là mọi việc sẽ thông qua. Tuy nhiên, trong cái ngày bỏ phiếu tuần trước thì Quốc hội nước Anh đã tỏ ra kháng cự mãnh liệt cái đạo luật mà cái thỏa ước đã ký giữa đôi bên, khiến bà May không dám tổ chức biểu quyết vào tuần trước, chỉ vì biết rằng nếu biểu quyết thì sẽ thất bại. Vì vậy cho nên bà mới dời lại ngày 14 tháng Giêng, và bà cũng thoát được một cuộc bỏ phiếu rất quan trọng để mà giữ cho bà ngôi vị chủ tịch của đảng bảo thủ, nghĩa là tiếp tục làm thủ tướng sau khi bà từ hứa với mọi người rằng bà chỉ làm nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ cuối cùng. Và giờ đây thì đó là bà đã thoát được cái ảnh hưởng và cái sự trừng phạt của đảng bảo thủ. Nhưng mà còn quốc hội thì sao? Quốc hội có đảng lao động và nhiều đảng phái khác nữa. Những người này đang tiếp tục công kích bà May vì đã quá nhiều bộ người Liên Âu ở trong cái cuộc thương thuyết vừa qua.
và vì vậy cho nên họ có thể sẽ không chấp thuận cái thỏa ước Brexit. Nếu họ không chấp thuận thì bà May chỉ việc ôm cái thỏa ước đó và ra đi không trật tự, nghĩa là sẽ không cần ký một hiệp ước nào cả với Liên Âu và mọi việc sẽ hết sức là tan nát, bởi vì không có sự chuẩn bị thì Brexit sẽ là một gây ra rất là nhiều rắc rối cho chính phủ và nhân dân nước Anh, thưa quý vị. Bản tin kể là bản tin từ Đức, thưa quý vị. Cảnh sát Đức đã lục soát một nhà thờ Hồi giáo ở ngay tại thủ đô Berlin của nước Đức. Nhà thờ Hồi giáo này có tên là Ashahaba đã bị tình nghi là chuyển tiền cho các tổ chức vũ trang Hồi giáo đang đánh nhau với là quân của chính phủ ở tại chiến trường Syria. Đây là địa phận làm việc của một người giáo sĩ có tên là Abul Bara, năm nay 45 tuổi. Giáo sĩ và luật sư của ông không lên tiếng về việc lục soát nói trên. Tuy nhiên đây cũng có thể là một cái ổ tổ chức có thể liên quan đến khủng bố, nhưng người ta không có nói ra điều đó trong bản thông cáo chính thức của ngày hôm nay, thưa quý vị. Trở lại với phần tin Hoa Kỳ, tin thêm về vụ em bé di dân gốc người Guatemala đã bị chết. Bộ Nội an cho hay là Quốc hội không thể thẩm vấn người cảnh sát liên can trong vụ này. Nội vụ xảy ra tại tiểu bang New Mexico, Lobert Border Patrol Station, tại đồn cảnh sát ở thị trấn Lobert. Người cảnh sát có liên quan đang bị thẩm vấn bởi Bộ Nội an. Do đó, Quốc hội không thể thẩm vấn người này trong quá trình điều tra kể trên để tránh cho áp lực chính trị có thể gây ảnh hưởng tới công cuộc điều tra toàn diện. Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Ủy ban Mueller sẽ công bố hồ sơ mà tóm tắt tất cả những cuộc thẩm vấn, ít nhất là 19 cuộc thẩm vấn với ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Trump. Ông Michael Flynn hiện nay đã được phía ông Mueller coi rằng là có hợp tác, cho nên có thể ông sẽ được giảm khinh và có thể ông sẽ không phải ở tù. Tuy nhiên thì cuộc điều tra của ông Mueller đã gây ra rất nhiều rắc rối và đã tiết lộ nhiều điều khiến người ta nghĩ rằng FBI đã cố tình gây rối và cố tình dàn xếp mọi việc theo ý của họ để sắp xếp công việc nhằm chống ông Trump cũng như bảo vệ cho bà Hillary Clinton trong cuộc điều tra về email của bà này. Ví dụ như ngày ông Michael Flynn được thẩm vấn đầu tiên hết, người ta đã khuyến cáo ông Flynn không nên đưa luật sư đến. Điều đó phải được điều tra tại sao lại có lý do như vậy. Và ngay cả cái bản tổng kết về cuộc điều tra của ông Flynn do ông Mueller cung cấp cũng đã bị bôi xóa hết cả những cái điểm chính, đến nỗi không ai được biết rằng bản báo cáo đó nói về chuyện gì. Và hiện nay trong cuộc điều tra này, người ta còn có một chi tiết quan trọng nữa, đó là nhân viên chính thức điều tra cho ông Michael Flynn trong giai đoạn đầu tiên là một người FBI điệp viên có tên là Peter York. Ông này thì có thành tích là có lập trường chống đối ông Trump hết sức là cực đoan. Thì đó là một trong những tin cho thấy rằng FBI đã không có công bằng và đã có nhiều khuất tất trong việc điều tra về vấn đề ông Trump tư thông với người Nga, cũng như là ông Michael Flynn hay là các yếu nhân khác đều bị đưa ra tòa làm chứng trong vụ này, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, tiếp theo là tin áo quần thể thao ở Hoa Kỳ có thể đã sản xuất từ trong trại cải tạo do tù nhân ở Tây Tạng sản xuất. Đây là trại tù được đặt ở vùng Houghton ở Trung Hoa, nằm trong khu tự trị Tây Tạng, nơi hiện đang giam giữ 1 triệu cải tạo viên. Những tù nhân này đang bị tẩy não để có thể quên đi ngôn ngữ, tôn giáo và chính kiến của họ. Theo hãng tin AP đã theo dõi một số quần áo thể thao đã được chế tạo tại các nhà tù này và gửi sang tiêu thụ ở tại Hoa Kỳ. Đa số các tù nhân tại đây bị giam giữ là những tù nhân gốc người Hồi giáo. Thưa quý vị, bản tin kia là bản tin liên quan đến Liên Âu đánh thuế nhập đồi lên xe đạp nhập vào Liên Âu từ Trung Hoa. Ủy ban Hành pháp Liên Âu đã đưa ra cái lệnh đánh thuế nhập đồi lên tất cả những cái xe đạp mà đang được nhập vào 28 quốc gia của Liên Âu do người Trung Hoa sản xuất. Sở dĩ họ đánh thuế vào các xe đạp này chỉ vì đây là những xe đạp hết sức là bán ra với một giá hết sức là rẻ, khiến cho không có thể có hãng nào có thể cạnh tranh được.
Giá rẻ đó một phần đến từ nhôm của chính phủ và có thể đã được trợ giá bởi chính quyền của người Trung Hoa. Do đó thì các cái hãng khác của Liên Âu không có thể cạnh tranh được. Vì vậy họ đã quyết định đánh thuế lãi suất lên các xe đạp này từ cái tỷ lệ 18.8% lên đến 79.3% tùy theo những thời gian và tùy theo nơi mà các cái xe đạp này được đưa đến ở ngay tại Liên Âu. Thì đó là một trong những tin cho thấy rằng là người Trung Hoa cố tình lũng đoạn cái thị trường buôn bán quốc tế với tính cách trợ giá cũng như rằng là trợ giá một cách trái phép và nói chung là đưa ra nhiều cái thủ đoạn để có thể bán hàng và làm tê liệt các đối thủ của mình. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị phần thứ nhất của bản tin Top News ngày hôm nay. Xin quý vị đừng rời màn hình của Việt TV. Sau quảng cáo, Phạm Cơ, Vũ Khiểm sẽ trở lại với chương trình.